Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Ngọc Khuyên Flower, cuộc sống là đam mê. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bó hoa, một bông siêu đẹp luôn mà nhìn rất sang chảnh lại rất nhanh. Nguyên liệu gồm có mình có một bông hoa mình đã cho sẵn lá và hoa điểm. Có một miếng lưới nhỏ, giấy bóng kính. Giấy bóng kính thì các bạn chỉ cần dùng 1/4 của một tờ giấy thôi nhé. 1/4 của một tờ giấy mình cắt ra là 1/4. Đây là một lửa mình cắt ra là 1/4. Một tờ giấy hai mặt màu xanh trắng. Các bạn cắt ra như này cho mình nhé, cắt ra làm 4. Mình có sử dụng một chiếc lơ làm sẵn. Một tờ giấy thì các bạn cắt ra đôi tay cho mình. Chúng ta bắt đầu bó nhé. Các bạn để hoa vào đây này. Sau đó buộc dây kẽm lại. Các bạn có thể dùng băng dính hoặc là dây lịt cũng được. Ở đây thì mình dùng dây kẽm bởi vì nó là một bông nên là mình dùng sử dụng dây kẽm. Cặn bó vào này. Cái này nó là giấy, nó không phải là giấy bóng mờ đặc kia nên là nó sẽ hơi cứng một chút nhé. Chúng ta buộc chặt đây vào. Các bạn chú ý nhé, cái bông hoa mình đang buộc nó đang rất là đẹp như này. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh lại đây, chỉnh lại được. Sau khi mà đã chỉnh rồi thì các bạn để ý hộ mình là các bạn cho một tí keo vào đây nhé. Cho một tí keo vào đây nhé. Cho một tí keo vào đây để mục đích là cái bông hoa của mình nó sẽ không bị du lên du xuống như này được. Khi cho bông hoa vào đây rồi thì nó sẽ ăn chặt vào đấy. Nó sẽ im vào đấy, im vào luôn cái chỗ giờ giấy đấy. Là nó sẽ không bị xô lệch đi. Sau đấy mình cũng cho giấy bóng kính lên trên. Cái giấy bóng kính này cho vào nhìn nó sẽ rất là đẹp, bởi vì là nhìn cái bông hoa chúng ta sẽ sang trọng hơn. Các bạn buộc lại nhé. Buộc chặt nhé. Mình chỉnh lại cái lá ở trong này cho nó đẹp này. Đó. Sau đấy các bạn dùng một tờ này này. Các bạn nhớ giữ chặt cái chỗ tay này nhé, giữ chặt cái chỗ cái tay này thì nó mới cái bó hoa của chúng ta nó mới im mới dây đẹp được.
Đấy, cái keo nó đã chắc vào đây rồi, cái bông hoa chúng ta sẽ không xô sạch được này. Sau khi mà đã làm xong rồi mình sẽ chỉnh lại giấy cho gọn gàng. Và sau đấy chúng ta sẽ làm chút giấy bên dưới này. Các bạn có thể chọn những màu giấy mà mình thích, hoặc là những màu lơ mà mình thích, hoặc là bông màu, màu bông hoa mình thích. Mình thích bông hoa gì thì mình làm màu đấy. Các bạn nhớ buộc chặt vào cho mình nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong một bó hoa. Và bây giờ mình sẽ dán một cây lơ vào đây. Lơ này mình sử dụng màu trắng đỏ. Mình làm sẵn lơ nhỏ một phân nhé. Sau đấy các bạn có thể dán một chút tem vào. Vậy là bó hoa của chúng ta đã xong. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like, share, đăng ký kênh để mình ra được nhiều video hướng dẫn hay hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.